New City phố nối, đô hội phồn vinh. Sau thành công giai đoạn 1 của V-Green, chủ đầu tư, công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long tiếp tục cho ra mắt giai đoạn 2 của dự án với tên gọi New City phố nối. Chủ đầu tư mong muốn tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho khu đô thị, biến nơi đây trở thành trung tâm mới của khu vực phố nối và khu vực lân cận. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm, nằm ngay trên quốc lộ 39A và đại lộ trung tâm rộng 69m đi Hải Dương. Từ New City phố nối chỉ mất 30 phút di chuyển tới trung tâm thành phố Hà Nội, cách VinCity 12 phút và khu đô thị Eco Park 15 phút. New City phố nối là khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ bậc nhất phố nối Hưng Yên, nằm trong quần thể rộng hơn 100 hectare với hàng chục tiện ích đa dạng, dịch vụ cao cấp cùng cảnh quan xanh mát, hồ cảnh quan, đường dạo ven hồ, công viên nội khu, khu vui chơi, clubhouse, quảng trường đi bộ trung tâm, hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn. Khu nhà ở tại New City phố nối gồm Villa View, Hồ Hoàn Mỹ độc đáo, Shop House, sầm uất nhộn nhịp, Town House, bình yên, thư thái, chung cư cao tầng và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài. New City phố nối kiến tạo một cuộc sống an cư phồn thịnh cho cư dân tương lai qua việc trang bị các tiện ích nội khu, ngoại khu đồng bộ hoàn hảo, giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống lý tưởng với đầy đủ tiện nghi ngay chính tại nơi ở của mình. Nổi bật giữa khu đô thị là dãy Shop House sầm uất nhộn nhịp với lợi thế nằm trên quốc lộ trung tâm rộng 69m và trục quảng trường trung tâm rộng 61m. Shop House New City phố nối tạo nên một khu phố mua sắm đông đúc và nhộn nhịp. Nằm an yên trong khu đô thị là dãy Town House nối dài, phù hợp với cư dân có nhu cầu mua để ở. Town House là nơi cả gia đình có thể quây quần vui vẻ, thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Trái tim của khu đô thị New City phố nối là khu Villa Hoàn Mỹ độc đáo, Lakeside Villa, Villa Luxury, thiết kế 100% view mặt hồ cảnh quan. Đặc biệt, khu vực Villa Luxury được kiểm soát an ninh chặt chẽ 24/24, luôn đảm bảo chủ nhân sở hữu có được sự riêng tư và an tâm mỗi khi vắng nhà. Tận hưởng không gian sống xanh với cảnh quan nên thơ, hồ cảnh quan thoáng mát, tiếng nô đùa của trẻ con bên những thảm cỏ xanh mướt. Ngay trong nội khu đô thị, cư dân có thể yên tâm về môi trường giáo dục chất lượng cao tại trường mầm non, trường cấp 1 và trường cấp 2 đạt chuẩn. Thoải mái mua sắm giải trí tại trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim. Vui chơi thư giãn tại các khu thể thao, gym, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, bể bơi. Tận hưởng phút giây thư giãn bên người thân trong gia đình và bạn bè tại khu clubhouse, coffee ngoài trời. Các tiện ích cao cấp nhất, dịch vụ đẳng cấp nhất đang chờ đợi quý khách khám phá và trải nghiệm. Là sự hòa quyện của những giá trị sống đích thực, là một cuộc sống năng động hiện đại, New City phố nối gia tăng giá trị cho chủ nhân xứng tầm, mang đến cuộc sống phồn vinh, vững bền. New City phố nối, đô hội phồn vinh.